Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Tú Mai, bạn hỏi là iPhone 14 Plus với cả iPhone 15 thì mua máy nào vậy ạ? Thế thì có bạn này bảo là mua 15, có bạn này bảo là mua 14 Plus. Đấy, thế thì chúng ta sẽ phân tích xem là cái chiếc điện thoại nào nó phù hợp hơn với chúng ta nhé. Bởi vì mình thấy là hai cái sổ này nó sẽ ở hai cái phân khúc khác nhau đấy. Một cái là màn hình to và một cái là màn hình bé hơn, đúng không nào? Thế thì đầu tiên là về hộp phụ kiện thì hai dòng này thì gần như là có cũng như không. Đấy, tuy nhiên là mình cũng nói rồi, đấy là bới lông tìm vết ra ấy, thì iPhone 15 nó sẽ hơn ở cái chỗ là nó có sợi cáp Type-C to Type-C, thì chúng ta cắm vào củ sạc thì cắm vào đầu nào cũng được, đúng không nào? Và thêm một cái điểm nữa đấy là cái chất liệu của cái phần sợi cáp đấy thì nó là cái chất liệu vải dù. Đấy thì nó cũng sẽ bền bỉ hơn so với 14 Plus. Nhưng mà đại loại là cái đó cũng không phải là cái yếu tố để mà nói về cái trải nghiệm của hai dòng này được. Đấy nên là nó chỉ là cái yếu tố thêm vào thôi nhá. Về phần thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là rõ ràng là iPhone 15 nó sẽ có cái form thiết kế mới hơn rồi. Bây giờ thì nó không còn màn hình tay thỏ nữa và cái mặt lưng của nó là mặt lưng nhám. Nó cũng là cái chất liệu mà mình đánh giá là nó cảm giác cầm nắm nó sẽ tốt hơn so với cái mặt lưng bóng của iPhone 14 Plus. Tiếp theo nữa là cái cảm giác cầm nắm ở trên iPhone 15 thì rõ ràng là với cái việc là màn hình của nó bé hơn nó sẽ gọn gàng hơn nhiều rồi. Cầm nắm nó sẽ thoải mái hơn. Về phần màn hình thì iPhone 14 Plus nó sẽ có một cái màn hình lớn hơn. Nó sẽ cho chúng ta những trải nghiệm về xem phim cái thứ nó sẽ đã hơn. Nhưng mà iPhone 15 ấy thì mình thấy là nó sẽ có một ưu điểm, đấy là cái độ sáng màn hình của nó rất là cao, cao hơn so với 14 Plus. Và thêm một cái nữa đấy là 6,1 inch là đủ dùng rồi, nó cũng không đến mức độ quá bé như kiểu là 13 mini với 5,8 với 5,4 inch hay là iPhone 10s, iPhone 10 với 5,8 inch. 6,1 inch là mình thấy là đủ dùng rồi đấy nhá. Vậy nên là đôi khi lên đến nó quá to như thế tất nhiên nó sẽ tốt hơn, nhưng mà không phải màn hình của iPhone 15 là kém hơn đâu. Nên là nếu mà về cái form màn hình mới cũng như là cái chất lượng tấm nền cái thứ thì mình đánh giá là iPhone 15 là tốt hơn đấy nhá. Về phần hiệu năng thì mình cũng đánh giá là iPhone 15 ngon hơn so với 14 Plus. Cái này là chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng luôn, không điểm gì phải bàn cãi cả. Về phần camera thì iPhone 15 cũng sẽ hơn so với cả iPhone 14 Plus. Còn iPhone 14 Plus thì cái hơn của nó so với cả iPhone 15 đấy là cái pin của nó sẽ tốt hơn. Đấy. Như vậy thì iPhone 14 Plus nó sẽ có hai cái điểm hơn so với iPhone 15, đấy là kích thước màn hình và pin. Đấy. Kích thước màn hình thì là hơn chứ không phải là chất lượng màn hình là hơn đâu nhé. Chất lượng màn hình thì nó kém hơn. Còn iPhone 15 thì sẽ hơn những điểm gì ạ? iPhone 15 thì sẽ có form thiết kế mới hơn, có màn hình đẹp hơn, có hiệu năng tốt hơn, có camera ngon hơn. Đấy, đấy là những điểm nó hơn. Và chắc chắn là sử dụng về lâu về dài thì nó sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm về lâu về dài là tốt hơn. Đấy là còn chưa kể những cái thứ nhỏ nhặt khác, ví dụ như là cảm giác cầm nắm tốt hơn hay là cái phần sợi cáp ngon nghẻ hơn, chuẩn sạc Type-C mới hơn, đấy, kiểu kiểu như thế. Thì cá nhân mình thì mình thấy là như này, với mình sẽ ưu tiên mua iPhone 15. Tại vì như iPhone 15 là nó hơn quá nhiều so với cả 14 Plus. Lần này thì mình sẽ mua iPhone 15 rồi. Còn ví dụ như ở đây nhé, bạn lại bảo mình so một cái iPhone khác cơ. Ví dụ như kiểu là một cái iPhone 13 mini với cả iPhone 12 đi, ví dụ thế chẳng hạn. Thì cái kích thước màn hình đấy lớn như thế thì nó mới có thể cảm nhận thấy rõ rệt. Chứ còn như 15 kích thước màn hình quá đủ dùng rồi thì mình cũng không nhất thiết phải lên 14 Plus đâu. Mình biết là rất nhiều bạn, các bạn đã chỉ cần như 14 Plus với một cái màn hình to, với một cái viên pin trâu thế là đủ rồi. Nhưng mình nghĩ với nhu cầu của mình thì mình cần nhiều hơn như vậy. Đấy, và khi những thứ khác đã đủ đối với bản thân mình rồi thì mình cần một cái chiếc điện thoại nó đồng đều với nhiều yếu tố hơn. Và câu trả lời của mình sẽ là iPhone 15 nhé. Rồi, đấy là với trường hợp là hai máy này bằng tiền nhau. Chứ còn hiện tại bây giờ iPhone 15 vẫn đắt hơn iPhone 14 Plus một chút đấy. Nên chúng ta cũng cân nhắc thêm cả về giá nữa. Trước khi bước vào câu hỏi tiếp theo thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ, các bạn có thể tham khảo qua tại điệnthoaihay.vn nha các bạn nhé. Điện thoại hay đang bán rất là nhiều những sản phẩm giá cực kỳ ngon đấy, anh em có thể tham khảo. Đợt này về bộ đôi sản phẩm Redmi Note 13 Pro và Redmi Note 13 Pro Plus quá ngon luôn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là anh Dương cho hỏi tại sao iPhone mãi không cho tính năng nhận diện vân tay trên máy vậy? Tính năng này đôi khi khá tiện lợi trong các tác vụ hàng ngày. Thế thì có bạn này bảo là ngày xưa iPhone 6, 7, 8 có rồi mà sau này người ta bỏ đi để làm nhận diện khuôn mặt đấy. Thế thì đúng là ngày xưa là iPhone đã từng có cảm biến vân tay rồi, xong rồi sau này họ bỏ đi để mà họ có cái nhận diện khuôn mặt đấy. Nhưng mà ngày xưa ấy, cái cảm biến vân tay ngày xưa của iPhone nó khác. Nó là cái cảm biến vân tay ở trên cái nút home. Còn bây giờ đa số các hãng nếu mà làm cảm biến vân tay thì họ sẽ làm hai kiểu, một là bên cạnh hông, hai là ở bên trong màn hình. Đúng nào. Thế thì nếu mà ngày xưa những cái sản phẩm như là iPhone 6, 7, 8 ấy, khi mà chúng ta ra rất nhiều mồ hôi tay thì cái vân tay của iPhone nó sẽ bị một vấn đề là nó vô cùng tệ. Đấy, nó rất là trượt rất là nhiều lần luôn.
nên là mình nghĩ là bỏ đi là đúng. Đấy. Cũng có thể là vì người dùng người ta kêu than quá nhiều, đặc biệt là đối với những người dùng mà hay ra mồ hôi tay, người ta kêu than quá nhiều về việc là vân tay của iPhone nó không nhạy ấy, nên là họ mới chuyển sang nhận diện khuôn mặt. Nhưng nhá, nếu bây giờ chúng ta để ý như này này, một khi họ đã chuyển sang nhận diện khuôn mặt 3D rồi và đấy là sự khác biệt của họ so với cả thế giới Android rồi, thì không có lý do gì tự nhiên họ lại làm lại vân tay cả để mà họ giống như là những sản phẩm Android, đúng nào? Nếu mà bây giờ mà làm vân tay thì một là để cạnh hông, hai là để bên trong màn hình, ba là để ở phía sau mặt lưng, đúng nào? Như thế là đều là cái mà Android đã làm rồi. Thế rõ ràng là tự nhiên bây giờ mình đang có một cái sự khác biệt mà mình lại không muốn có sự khác biệt mà mình lại muốn giống Android, thế còn mình chết à, đúng nào? Và thêm một cái điểm nữa là khi họ làm nhận diện khuôn mặt ấy thì cái form thiết kế mặt trước của họ sẽ có phần khác biệt đi. Ví dụ như là nó là thiết kế màn hình tai thỏ hay là thiết kế màn hình viên thuốc ấy. Thực ra là tai thỏ thì là Apple là đầu tiên, nhưng viên thuốc thì không phải là Apple đầu tiên đâu, cái Dynamic Island ấy. Trước đây cũng rất nhiều điện thoại Android có rồi, nhưng vấn đề là khi mà nó làm ra như vậy và nó bán ra số lượng rất là lớn thì người ta lại nhớ đến iPhone, chỉ cần nhìn vào phần mặt trước thôi là biết được là đấy là cái iPhone rồi. Còn rất nhiều những điện thoại Android khác, nếu mà chỉ nhìn mặt trước nhá thì rất khó đấy. Bây giờ các bạn thấy đấy, điện thoại Android nhé, hầu hết là làm màn hình nốt ruồi có một cái chấm ở phía trước. Nếu mà không lật mặt lưng lên, nếu mà chỉ để mỗi mặt trước lên thì thậm chí là mình nói thật chứ Realme, Oppo, Xiaomi, Vivo rất khó phân biệt được. Kể cả bạn có để Samsung thì bạn thấy Samsung nó hơi vuông vuông tí thì nhìn nó sẽ có phần khác biệt một chút, nhưng mà người dùng thông thường là sẽ rất khó. Chẳng qua là ví dụ như các bạn là những người xem YouTube của mình, các bạn xem rất nhiều rồi, các bạn xem quá nhiều điện thoại rồi, chúng ta có thể biết được, tinh ý được. Nhưng mà người ngoài thì không biết được. Nhưng riêng nhìn vào một cái iPhone thì biết ngay là à đây là một cái iPhone, bởi vì cái phần mặt trước của nó. Nên là mình nghĩ là nếu bây giờ mà bỏ đi Face ID thì rõ ràng là không có lý do gì để mà Apple làm cái mặt trước như vậy cả. Có thể mặt trước của nó sẽ là nốt ruồi hoặc là có thể là những cái thứ khác, đúng nào? Và nó sẽ lại giống Android, với như thế là một điều rất là dở. Đấy, nên là mình nghĩ là đấy cũng là lý do khiến cho Apple không làm nhận diện vân tay ở thời điểm này nữa. Đấy, cái quan trọng nhất ý, cái nhận diện vân tay hay là nhận diện khuôn mặt ý, nó chỉ là một phần của cái bảo mật sinh trắc học thôi. Chứ còn cái nhận diện thương hiệu, đấy mới là cái thứ mà rất nhiều hãng theo đuổi. Tại sao Apple bây giờ đang có một cái sự khác biệt như thế rồi? Khi mà Apple ra mắt sản phẩm, thậm chí là có một số hãng Android còn cố tình bắt chước theo cái thiết kế của Apple để mà đu trend theo, thì tại sao Apple lại phải bỏ đi những cái thiết kế như vậy, đúng nào? Đấy thì mình nghĩ là đấy là nguyên nhân chính đấy nhá. Rồi, không biết ý kiến các bạn khác như thế nào, có thể để lại comment cho mình biết. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn thì đang phân vân giữa iPhone 13 và iPhone 13 Pro để dùng lâu dài. Em thích iPhone 13 hơn bởi vì nó nhỏ gọn và tầm giá tốt, nhưng mà lấn cấn chỉ vì màn hình 60Hz và nghe nhiều người bảo là 60Hz trải nghiệm không được tốt. Anh cho em xin ý kiến với ạ. Thế thì thực ra là cái này cũng là quan điểm của mỗi người thôi. 60Hz thì rõ ràng là không thể nào mà mượt mà bằng 120Hz được rồi. Nhưng mà 120Hz thì các bạn lại sợ là lỗi màn hình các thứ. Đấy thì cái này thì nói ra thì nó cũng vô vàn lắm. Nhưng mà đại loại là 60Hz không thể nào mà bằng 120Hz được. Đấy là chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau cái điều đó, đúng nào? Tuy nhiên nếu mà với những cái sử dụng thông thường của chúng ta, ví dụ như là các bạn vào YouTube các bạn xem ấy, thì các bạn cũng xem các nội dung video ví dụ như là Full HD hay là 2K hay 4K cái thứ 60 khung trên giây thôi, thì mình nghĩ là 60Hz cũng đã là đủ rồi. Nhưng mà chắc chắn là 120Hz là hơn. Đấy. Nhưng mà ngoài cái việc màn hình ra thì bạn cũng cần phải cân nhắc như này này. Cái 13 Pro nó sẽ có những cái điểm khác hơn nữa đấy nhá. Ví dụ như là khung viền thép là một này. Cái đó thì cũng có thể cần hoặc không cần cũng được, không sao, bỏ qua. Nhưng mà màn hình 120Hz ngoài cái việc nó hơn ra thì nó cũng sẽ có hiệu năng tốt hơn đấy. Đúng nào? Mặc dù cùng con chip nhưng con chip của nó là chip xịn hơn đấy. Đấy. Tiếp tục nữa là camera của 13 Pro nó cũng sẽ ngon hơn nữa. Nên là nếu mà có tiền ý và thực sự cần những tính năng đó, ví dụ cần chip mạnh hơn một chút xíu, hay là cần cái camera tele, hay là thích cái khung viền thép để cho nó sang hơn, thì lựa chọn 13 Pro. Còn mình nghĩ là iPhone 13 cũng là một cái sự lựa chọn thực dụng rồi. Thậm chí là iPhone 13 mình còn đánh giá là cái thời lượng pin nó còn nhỉnh hơn so với 13 Pro ấy chứ. Đấy. Nên các bạn cân nhắc cái điều này, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là: anh Dương ơi, anh nghĩ Nokia có làm màn hình gập hay không? Mình rất mong muốn Nokia làm màn hình gập, thực sự là như thế. Nhưng mà nếu mà làm được ấy, thì mình nghĩ là sẽ rất là khó để cạnh tranh ấy. Bây giờ bạn thấy là Samsung đã cực kỳ mạnh bởi màn hình gập rồi này. Xong rồi Oppo cũng có màn hình gập này. Huawei cũng có màn hình gập này. Chẳng qua là Huawei thì nó không có dịch vụ Google nên là không bán ở Việt Nam, nên là các bạn không thấy quá nổi thôi. Hay thậm chí thời gian gần đây, một cái hãng điện thoại mà chúng ta nghĩ rằng là điện thoại giá rẻ ấy, là Tecno nhá, họ cũng làm màn hình gập. Xiaomi cũng làm màn hình gập rồi. Nghĩa là rất nhiều hãng điện thoại bây giờ đã làm màn hình gập rồi. Chúng ta phải nói chính xác là rất nhiều hãng điện thoại Android đã làm màn hình gập rồi. Thì cũng có thể là Nokia sẽ làm màn hình gập. Nhưng các bạn được tưởng tượng như này, Nokia bây giờ điện thoại màn hình dạng thanh còn không có lợi thế cạnh tranh
so với cả những cái điện thoại dạng thanh thông thường của các hãng khác thì điện thoại màn hình gập làm sao mà họ có lợi thế cạnh tranh được. Nên là mong muốn thì vẫn mong muốn thôi, bởi vì mình rất là thích thương hiệu Nokia từ ngày xưa. Cái chiếc điện thoại Nokia mà đầu tiên mà mình dùng cũng là cái chiếc điện thoại đầu tiên của mình. Đấy. Nhưng bây giờ thực sự chúng ta phải đối diện với một cái thực tế, đấy là nhà vua Nokia của ngày xưa đã ra đi gần như là vĩnh viễn rồi. Khó lắm các bạn ạ. Đấy. Kể cả bây giờ các bạn phải tưởng tượng là đầu tư vào công nghệ là đầu tư vào rất 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 nhiều tiền, chứ nó không giống như việc là các ông chủ Ả Rập bỏ tiền ra để mua một câu lạc bộ bóng đá đâu. Nó sẽ bỏ ra gấp hàng trăm hàng nghìn lần như thế cơ để mà vực dậy được một cái thương hiệu như kiểu là Nokia. Nên là mình nghĩ là sẽ không bao giờ đâu. Khó lắm. Làm thì có thể là sẽ làm thôi, nhưng mà để mà thành công thì gần như không thể. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là: em chào anh Dương, cho em thắc mắc một vấn đề, đó là có nhiều trường hợp trên báo là bị nổ máy khi mà đang sạc. Vậy cho em hỏi là nguyên nhân là do đâu, và dùng máy Trung Quốc liệu có thực sự an toàn hay không? Mong anh trả lời. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì cá nhân mình thấy là cái việc là bị nổ máy nó sẽ có một số những nguyên nhân như này. Thứ nhất đấy là vừa sạc vừa dùng điện thoại thì máy nó sẽ rất là nhanh nóng lên và nó sẽ có xác suất bị nổ. Thứ hai nữa là yếu tố thứ hai nữa mình nghĩ là sẽ là yếu tố chính đấy là yếu tố chập điện. Đấy. Yếu tố thứ ba nữa đấy là nó là yếu tố liên quan đến việc là cái cáp sạc hay là củ sạc của các bạn là những cái loại mà chất lượng nó thấp. Đấy, nó sẽ có phần ảnh hưởng và cuối cùng nó dẫn đến chập điện, nó cháy nổ thôi mà. Đấy. Thì đấy là những cái nguyên nhân chính. Còn liệu máy Trung Quốc có thực sự an toàn hay không ấy, thì các bạn thấy là Trung Quốc họ cũng bán ra rất là nhiều máy trên thế giới. Thị trường của họ là thị trường tỷ dân. Còn ở trên thế giới thì các bạn biết rồi đấy. Những hãng điện thoại hàng đầu thế giới bây giờ sau Apple với cả Samsung ra thì toàn là hãng điện thoại Trung Quốc ấy chứ. Mình nghĩ là phải đến 8 đến 10 hãng điện thoại top đầu thế giới là đều của Trung Quốc rồi. Nên là cái này thì bây giờ không cần phải hỏi xem là liệu nó an toàn hay không, mà là nó an toàn. Đấy. Còn tất nhiên hãng nào cũng sẽ có xác suất bị cháy nổ thôi. Các bạn thấy đấy, Samsung có Fold Galaxy Note 7 rất là to như thế, hay là Apple có những người dùng iPhone ấy, cũng vẫn xảy ra những hiện tượng cháy nổ bình thường mà. Thì đấy là cái xác suất của đồ điện tử thôi, thì chúng ta phải cẩn thận đấy. Xác suất bao giờ cũng sẽ có, thì chúng ta phải hạn chế rủi ro, hạn chế cái xác suất đó. Ví dụ như này nhé, chúng ta hạn chế bằng cái cách nào? Như là không vừa dùng vừa sạc điện thoại, không mua các cái loại cáp sạc fake, không dùng những cái đồ chất lượng kém đấy, thì chúng ta sẽ gọi là giảm thiểu rủi ro thôi. Chứ còn rủi ro đến với chúng ta thì chúng ta không thể biết được, thực sự cái này không thể biết được. Cũng giống như kiểu là chúng ta đi máy bay ấy, chúng ta tỷ lệ tử vong do máy bay là thấp hơn rất nhiều, rất rất nhiều so với đi giao thông đường bộ hay là đường sắt hay là các loại hình giao thông khác. Nhưng mà rõ ràng là nó vẫn có xác suất xảy ra tai nạn máy bay, mà cứ mỗi lần mà xảy ra tai nạn máy bay thì nó thảm khốc vô cùng, chết là chết hết, gần như chết hết, đúng không nào? Đấy, vậy nên là mình nghĩ là tất cả đều có rủi ro, quan trọng nhất là chúng ta phải biết lựa chọn cái nào mà cái xác suất rủi ro nó thấp để chúng ta ấy thôi. Đấy. Chứ còn bảo là máy bay là phương tiện có nguy cơ xảy ra hiện tượng bị rơi máy bay hay như nào đấy, đúng không nào? Nhưng mà nó vẫn là cái phương tiện mà có xác suất rủi ro thấp nhất thì chúng ta vẫn cứ lựa chọn thôi. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta cứ lựa chọn cái nào mà có rủi ro thấp nhất. Hay là ví dụ như là cũng tùy vào từng trường hợp, ví dụ như là chúng ta lựa chọn đi ô tô chắc chắn là cái rủi ro bị tai nạn, hay là nếu mà có tai nạn thì cái xác suất bị thương hay là bị tử vong nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với xe máy thôi, đúng không nào? Đấy, thì cái đấy cũng là những cái mà chúng ta có thể giảm thiểu được rủi ro cho bản thân của chúng ta. Ok, hay là đơn giản như là cái việc chúng ta mua nhà mua nhất đi. Đấy, thì chúng ta nên lựa chọn những cái nơi nào mà đường xá nó rộng rãi, nó có thể đi được vào được. Hạn chế những cái nhà mà trong ngõ ngách quá sâu, để nếu như mà có xảy ra rủi ro về cháy nổ thì cái việc cứu chữa nó cũng sẽ nhanh hơn. Đấy, nghĩa là làm sao chúng ta biết được là trong cuộc sống cái gì nó cũng sẽ có rủi ro rồi, nhưng quan trọng là chúng ta sẽ có những lựa chọn nào để mà giảm thiểu những rủi ro đến với cả chúng ta thôi. Ok, câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.